Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Các bạn thân mến, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm toán lớp 1 ở trang số 90. Chúng ta cùng nhau làm bài số 2. Ở bài làm quen với các số 17, 18, 19, 20 đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ điền số thích hợp vào mỗi ô trống ở dưới đây dấu hỏi này các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ phải đếm số lượng, sau đó chúng ta sẽ dùng bút chì và ghi vào vở của các bạn nha. Chúng ta cùng đếm những quả bóng trước nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 đúng không ạ? Vậy là có 18 quả bóng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vậy là chúng ta có 17 quả bóng đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vậy là cũng có 20 quả dơ vàng. 20. Tiếp theo chúng ta cùng đếm những chiếc mũ này nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vậy là có 18 chiếc mũ màu đỏ đó các bạn. Vậy chúng ta sẽ điền số 18. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ đếm chiếc vợt bóng bàn nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy là chúng ta sẽ đã biết được kết quả 10 cộng với 10 quả bí và chúng ta để làm thìa đúng không ạ? Chúng ta có 20 cái thìa nha. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video hướng dẫn học toán tiếp theo của mình nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo nha.